Alo anh em. Anh em đến với, mời anh em đến với kênh YouTube Thích Làm Đủ Thứ nha. Nay mình đi hái mấy đọt đu đủ. Mình làm cái món ẩm thực mình ăn đọt đu đủ chấm với mắm chua nha. Mời anh em theo dõi mình đi hái đọt đu đủ nha. Đây, đây là dàn qua đầu bếp. Đây có qua đầu bếp nè. Qua đầu bếp này là uống trị bệnh gan đầu nhiều trị bệnh đủ thứ bệnh nha anh em. Qua đầu bếp nè, mình hái cái bông mình nấu nó nước uống, hay là mình hái cái bông này mình nấu nước mình làm nước rau câu đồ này kia nọ đó, lấy cái màu nó đẹp. Rồi mình qua đây coi đu đủ đây, mình sẽ hái mấy cái đu đủ này đó. Mình hái mấy đọt đu đủ này đó. Mình hái mấy đọt đu đủ này nha anh em. Mình làm ẩm thực nha. Mình ăn sống nha. Đó, nãy giờ về trước đi. Chơi luôn cái đọc bự này luôn nha anh em. Làm gì? Chơi luôn đọc bự này luôn nha. Đó. Lấy luôn cái đọc bự luôn nha. Mình sẽ bẻ hết luôn, cắt hết cây này luôn nha. Cây có bao nhiêu đọt mình cắt hết. Rồi mình hái được vô đây một rổ nè anh em. Hái một rổ đọt rồi mình rửa mình làm mình ăn sống nha. Ăn sống. Rồi bây giờ mình tách mấy cái cọng này ra nha anh em. Mình bẻ mấy cọng này ra. Bẻ mấy cọng này ra cho nó bỏ mấy trái này hết. Mấy trái này ăn ngọt lắm, mình không ăn đâu, ăn cái cọng này nó đắng. Cái gì nè anh em, đang ăn cái củ hủ này thôi nha, ăn cái củ hủ nè. Thấy nhiều vậy một rổ vậy chứ ấy ra không có nhiều anh em ơi. Đây mình lấy cái củ hủ không à, mình tước này ra. Tước này ra cho nó đừng có dai. Mình rửa xong cái này vô mình đâm mắm tỏi ớt nha anh em. Mình sẽ đâm là mắm chua. Mắm chua cá lòng tông á, mình trộn miếng mắm cái mình lấy cái này mình chấm vô cắn đã lắm.
Rồi xong anh em ơi, cái là đợt đu đủ mình ấy xong nha, mình vô mình đâm gà thì gà đen đây, gà đen quá trời nè, đó gà đen về nè, gà về nè, đó đó gà về nè, gà mênh mông vậy nè, gà lũ khủ vậy mà không ăn, không ăn 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 này nè, nè mình ăn đợt đu đủ rồi anh em, đó đây nó nè, đó ăn này nha, đó bây giờ mình sẽ đâm tỏi ớt nha, đâm tỏi ớt mình trộn với mắm nha, tỏi ớt mình trộn với mắm, rồi tỏi ớt mình ấy, tỏi ớt đường bột ngọt, rồi giờ mình đâm nha. Mình đâm tỏi ớt cho nó nhuyễn ra nha anh em. Đâm tỏi ớt nhuyễn ra vậy nè. Đó. Lát mình đổ mắm vô mình trộn nó tan ra hết à. Rồi. Mình khui mắm ra nha anh em. Mình khui mắm ra mình đổ vô trong cái thau. Mình trộn cho nó thấm gia vị. Đó, đổ vô. Rồi mình đem cái bịch ra đóng gác mình bỏ. Rồi trộn lên. Đó. Thấy ngon không anh em? Món này là thịt luộc đậu rồng, rau sống rồi cũng bánh tráng chấm thôi hết bài luôn. Rồi bây giờ mình nắng tắt nha. Nắng tắt mình dắt vô cho nó chua. Tắc này nó còn non nước không được nhiều anh em ơi. Tắc này nó chưa có già luôn. Dạ. Rồi, cháy qua đây anh em. Trộn lên cho đều. Thấy chén mắm ngon không anh em? Chén mắm này thôi là thịt luộc là hết bài luôn anh em ơi. Mình dầm cái mắm cho nó tan cái mắm ra. Rồi mình coi lên mình nếm thử rồi nó ngon không? Vừa ăn chưa? Thử cái muối mì chín thử coi. Được anh em ơi, ngon hả? Quá bén. Đây là cây nhãn anh em. Nè, cây nhãn. Nhãn mà nó bị ấy, nó không có đậu trái được á. Nó cứ như nó bị nặng á. Nó bị nặng á, giống như phụ nữ mà ấy bị nặng á. Nó gà vậy rồi nó không ra bông được nè. Còn đây cây lá lụa hồi trước mình hái cây lá lụa. Giờ nó già rồi nè, cái lụa này giờ già nè, đó. Cây cối âm tùm luôn, cây đây cái cao còn non nè, đó trái cao non á, rồi còn ở đây là cái món của mình hôm nay là mình review cái món này nè. Đó. Hôm nay là mình review món này nha. À, đọt đu đủ chấm với mắm. Đọt đu đủ chấm với mắm nha. Đó. Quay chấm mắm nè camera. Đây đó. Đọt đu đủ mình chấm với mắm nha. Mình múc mắm rồi nha. Đó, múc mắm rồi có vẻ. Mời anh em ăn chung với thích làm đủ thứ nha. Mời anh em ăn đọt đu đủ nha. Đây. Mời anh em đọt đu đủ. Mình chấm vô mắm. Đó. Mình chấm vô mắm nha. Chấm nha. Đó, quết vô vậy nè. Đó. Quết vô nó quết luôn con mắm vô nè.
ngon. Ngon ơi là ngon. Ngon quá anh em ơi. Nó đắng nhưng mà ngon. Đắng không? Đắng lắm nè. Ngon. Ngon quá ngon. Ngon ơi ngon. Cái này mày không rước á. Nó dài. Anh em ăn với mình quá đã ngon quá anh em ơi. Ngon ơi, ngon ngọt ngay anh em ơi. Cái da nó dài phải tước hết cái da mới được. Ngon quá này mà. Ngon tuyệt vời luôn. Ngon ba cháy luôn. Mấy này dài lắm anh em, phải tước ra bớt. Rước bỏ như sức mía vậy. Đó. Ngon quá. Quá này em ơi. Thì dài. Ngon. Ăn như ăn dưa leo ạ. Rắn lắm. Rắn lắm này em ơi. Ngon quá.
cay quá anh em ơi, cay nước mắt nước mũi chảy một ròng. Ngon hơn ngon. Còn hai cái nữa anh em ơi, còn hai cái củ hủ đu đủ nữa. Cái này mình phải chắc phải đốn nguyên cả vườn đu đủ ăn quá. Chỗ này phải đốn nguyên cả vườn đu đủ à. Còn cái này hết anh em ơi. Đảo quá. Ngon. Mấy cái mình tước là mấy cái sơ đó, dai lắm. Ngon quá. Còn đọt cuối cùng anh em ơi, mình ăn chắc chín đọt quá. Rồi mời anh em ăn cuối cùng nha, ăn đọt củ hủ đu đủ cuối cùng. Ngon ngon. Ngon quá anh em ơi. Đây còn mấy cái lá không anh em. Mấy lá mình bỏ mấy lá nha. Đây mấy lá mình bỏ đi. Rồi video mình xin chia sẻ tới đây hơn nha anh em. Anh em thấy mà mình làm cái mấy món ăn lạ, anh em cho mình lượt đăng ký, lượt chia sẻ, lượt like, ủng hộ kênh mình Mau Phát Triển nha anh em. Anh em ủng hộ mình nha. Rồi bye bye anh em nha.